Hình ảnh thi thể của nghệ sĩ Anh Vũ bị đăng tràn lan trên mạng gây bức xúc. Nam ca sĩ Lê Ông Vũ hy vọng mọi người chỉ cập nhật thông tin về lễ tang của nam nghệ sĩ Anh Vũ thông qua trang cá nhân của anh và nghệ sĩ Hồng Vân. Mới đây trên trang cá nhân của mình, nghệ sĩ Lê Ông Vũ bày tỏ bức xúc về chuyện trên mạng tràn lan hình ảnh chụp thi thể của nam diễn viên Anh Vũ. Theo Lê Ông Vũ, mình không muốn gia đình nghệ sĩ Anh Vũ chưa thấy mặt con mình mà đã lan tràn trên mạng xã hội những hình ảnh không chấp nhận được. Trước đó, trong một số hình ảnh chụp cận cảnh thi thể nghệ sĩ Anh Vũ đã lan tràn trên mạng xã hội, được chia sẻ với tốc độ chóng mặt khiến nhiều người bày tỏ sự bức xúc. Không rõ một fan hâm mộ hay đồng nghiệp nào đó của nghệ sĩ Anh Vũ đã chụp ảnh cận mặt thi hài của nam nghệ sĩ tại nhà tang lễ ở Mỹ mà chưa được sự cho phép của gia đình. Theo fan hâm mộ của nghệ sĩ Anh Vũ, đây là hành động khó có thể chấp nhận được. Việc chụp ảnh một người đã mất và chia sẻ trên mạng để câu view được xem là hành động đi ngược lại với văn hóa. Trước đó, nghệ sĩ Lê Ông Vũ cũng đã thông báo về việc thi thể của nghệ sĩ Anh Vũ sẽ về Việt Nam vào ngày 9 tháng 4. Bị chửi vì thả mặt cười trái tim vào status tin buồn về anh Vũ của Hồng Vân, các phượng treo status cầu xin. Trước những tranh cãi gay gắt của cư dân mạng, đích thân các phượng lên tiếng về hành động này. Vừa qua, cộng đồng mạng không khỏi xôn xao trước hành động các phượng thả icon mặt cười trái tim, gây tranh cãi dưới status mà nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân chia sẻ về anh Vũ. Cụ thể trên trang cá nhân, nghệ sĩ Hồng Vân đã chia sẻ hình ảnh đến nhà anh Vũ để trao số tiền mà anh chị em nghệ sĩ đã đóng góp để đưa thi thể nam diễn viên về nước. Ở dưới phần bình luận, hàng loạt người hâm mộ sau việc thương xót cho số phận của nghệ sĩ Anh Vũ và cảm ơn tấm lòng của Hồng Vân. Tuy nhiên, trong số các sau việc bình luận ở status Hồng Vân, thì bình luận của các phượng gây chú ý. Các phượng không nói gì mà thể hiện cảm xúc của mình bằng một icon mặt cười, mắt hình trái tim. Một số nhân mạng đã tỏ thái độ với icon của các phượng và cho rằng icon mà các phượng đăng trong thời điểm này không phù hợp. Nghệ sĩ Hữu Châu cũng bình luận bằng một icon mặt cười như các phượng, nhưng lại chẳng bị ai ném đá. Quá bức xúc khi bị mọi người ném đá mà không cần hiểu rõ nguyên nhân, mới đây các phượng đã lên tiếng nói rõ về sự việc ồn ào vừa qua. Các phượng chia sẻ, gửi đến các anh chị em báo chí, sau khi chị Hồng Vân đăng tải bài này, tôi quá vui và quá cảm kích khi thấy khán giả và anh chị em nghệ sĩ yêu thương anh Vũ quá nhiều. Đặc biệt là chị Hồng Vân thay mặt anh chị em nghệ sĩ đứng ra lo cho anh Vũ, tôi lấy làm vui lắm. Và có thả icon hình hai trái tim với cái miệng cười để nói lên sự cảm kích, vui mừng, sự yêu thương của chị Hồng Vân và khán giả đối với anh Vũ. Tôi rất vui mừng vì điều này. Vậy mà cái trang tin tức 24 ngày cũng đăng báo với cái tít các phượng gây sốc. Dạ thưa anh chị em báo mạng thời nay, nếu tôi gây sốc tôi sẽ nhắn cái mặt ối hay cái mặt phẫn nộ. Cầu xin anh chị em báo mạng thời nay đừng canh me em nữa ạ. Thay vì canh me em thì hãy đi lùng sục những mảnh đời bất hạnh đau thương đăng báo để các mạnh thường quân, những người có tấm lòng sẽ đến giúp ạ, đời ngắn và vô thường lắm. Ngay khi vừa đăng tải, rất nhiều người hâm mộ đã để lại lời động viên và an ủi tới các phượng. Trước đó, khi những tranh cãi nổ ra, nhiều cư dân mạng cũng lên tiếng bênh vực các phượng. Đa số mọi người đều ý kiến cho rằng các phượng đang thả tim cho hành động của Hồng Vân, chứ không hề có ác ý gì. Thậm chí người hâm mộ còn gửi cho các phượng bài báo nói về hành động thả icon mặt cười trái tim gây tranh cãi dưới status mà nghệ sĩ nhân Hồng Vân chia sẻ về anh Vũ. Tình bạn thân thiết gần 15 năm của anh Vũ và Lê Ông Vũ. Khoảng cách nửa vòng trái đất không thể ngăn hai người tâm sự với nhau đủ chuyện, từ tình cảm đến công việc. Lê Ông Vũ và anh Vũ gặp nhau lần đầu tiên cách đây khoảng 14 năm, trong một lần nghệ sĩ hài sang Mỹ lưu diễn. Khi đó, Lê Ông Vũ có một cửa hàng thời trang mở chung với ca sĩ Andy Thái trên đường Ponsa, California của Mỹ, còn anh Vũ thì được một bầu show mời ghé thăm cửa hàng băng đĩa gần đó. Vừa bước xuống khỏi ô tô để vào cửa hàng, anh Vũ đã nhận ra Andy Thái chính là người bạn thân từng chơi với mình từ thuở chưa hoạt động nghệ thuật ở Việt Nam. Sau màn tay bắt mặt mừng, Andy Thái đã giới thiệu Lê Ông Vũ với anh Vũ, họ trở thành bạn bè từ đó. Những cuộc trò chuyện và những lần đi ăn, đi chơi chung đã vun đắp tình bạn của anh Vũ và Lê Ông ngày càng trở nên thân thiết. Thông qua anh Vũ, Lê Ông được làm quen với nhiều nghệ sĩ từ Việt Nam sang như nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, Minh Nhí. Đi đâu hay gặp ai, anh Vũ cũng giới thiệu Lê Ông là bạn thân và như người trong gia đình của mình. Từ khi mấy anh em chơi với nhau, mỗi lần qua Mỹ, anh Vũ không mở khách sạn hoặc ở nhà người lạ nữa, mà về nhà tuổi này ở.
anh bảo ở vậy cho có anh có em cùng nhau tâm sự cho vui và để chúng tôi khỏi phải mất công đưa đón anh đi ăn uống chi cho mệt. Leon kể với báo, điều mà Leon quý nhất ở anh Vũ chính là tính cách rõ ràng, thẳng thắn giống mình. Anh ấy không bao giờ lợi dụng bạn bè, kể cả tiền bạc lẫn tình cảm. Leon nói, trong ký ức của anh, bạn thân là người rất tỉ mỉ, cẩn thận, kỹ tính và thường ghi chép rất cặn kẽ mọi thứ cần thiết trong điện thoại. Anh Vũ hài hước và rất hay làm thơ. Mỗi lần ngồi với bạn bè, anh Vũ đều khiến mọi người không thể nhịn cười vì những trò trêu chọc của mình. Leon Vũ sang Mỹ từ nhỏ và từng có thời gian không rành tiếng Việt. Thuở mới quen nhau, anh Vũ thường mang chuyện này ra để trêu chọc. Leon từng có lần dọa dẫm anh Vũ, cứ ăn hiếp tôi đi rồi đến ngày giỏi tiếng Việt tôi cho biết mặt nha. Dù vậy, Leon chưa bao giờ thấy giận những trò trêu chọc của anh Vũ vì biết bản thân vốn tính hài hước, chỉ đùa cho vui. Sau vài năm, khả năng tiếng mẹ đẻ của Leon tiến bộ rõ rệt và anh Vũ chẳng thể mang anh ra đùa với mọi người được nữa. Anh Vũ từng nói với Andy Thái, ngày xưa ăn hiếp Leon dễ lắm vì nó không rành tiếng Việt. Thế mà giờ nó lanh quá toàn ăn hiếp mình thôi, giờ nó nuốt mình luôn rồi Thái ơi, chứ mình không có nuốt được nó nữa. Tôi cứ nhớ hoài câu đó, anh nói. Gần 15 năm làm bạn bè, Leon nhiều lần về Việt Nam chơi với anh Vũ, anh kể. Nếu về Việt Nam 10 ngày thì 7 ngày tôi đi chơi với anh Vũ, trừ khi thời gian đó phải đi diễn nước ngoài thì đành phải chịu, còn nếu diễn tỉnh anh ấy lúc nào cũng rủ tôi đi cùng. Nam ca sĩ nhớ nhất một lần về Việt Nam và theo anh Vũ đi diễn ở Bảo Lộc. Khi đó anh Vũ thuê một chiếc xe hơi có người lái để đi cùng, Leon và một người bạn nữa. Họ đi riêng để thoải mái trò chuyện, mà không làm ảnh hưởng đến lịch trình của cả đoàn. Sau khi anh Vũ diễn xong ở Bảo Lộc, họ chạy xe về Đà Lạt rồi Phan Thiết nghỉ dưỡng. Chuyến đi tràn ngập tiếng cười và niềm vui, khiến Leon chẳng bao giờ quên. Khi Leon tập tễnh, bước vào con đường nghệ thuật, anh Vũ đã là một nghệ sĩ rất nổi tiếng. Nghệ sĩ hài từng nhiều lần khuyên bạn thân nên về nước phát triển sự nghiệp ca hát. Anh Vũ hứa sẽ giới thiệu cho bạn Leon các mối quan hệ của anh để dễ bề làm việc. Thời điểm nhạc chuông nhạc chờ rất thịnh ở Việt Nam, anh Vũ đã lấy bài của Leon để gửi cho một số đơn vị. Tuy nhiên, Leon chưa bao giờ có ý định về nước làm việc nên không tranh thủ các cơ hội đó. Kể cả khi anh Vũ sang Mỹ lưu diễn, Leon chỉ chở bạn đi chạy show chứ chưa bao giờ hoạt động chung hay nhờ đến sự giúp đỡ của anh. Ở cách nhau nửa vòng trái đất, nhưng anh Vũ và Leon rất thường xuyên trò chuyện. Có tâm sự gì về chuyện tình cảm hay công việc, anh Vũ cũng tìm đến Leon để chia sẻ và ngược lại, mỗi lần sang Mỹ. Nếu không ở nhà Leon, anh Vũ cũng không quên thông báo và hẹn gặp bạn thân. Trước khi qua đời ít giờ, anh Vũ vẫn nhắn tin cho Leon và dặn anh sắp xếp để cùng đi ăn uống và tám chuyện với Andy Thái. Biết tin anh Vũ qua đời đột ngột tại Mỹ, Leon không thể tin vào tai mình và cứ nghĩ rằng đang nghe chuyện đùa. Khi biết chắc đó là sự thật, anh mới vội vàng gọi điện cho tất cả những người mình quen biết ở Việt Nam, bao gồm nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, Minh Nhí, Lê Giang, Lê Lộc, để nhờ họ báo tin cho gia đình bạn. Tuy nhiên vì lúc đó trong nước đang là buổi đêm nên chẳng ai nghe máy. Tôi gần như cố gắng thử cơ hội cuối cùng khi gọi cho thầy Minh Nhí và may sao lúc ấy thầy bắt máy. Leon nhớ lại. Sau khi nghe tin anh Vũ qua đời, Leon chính là người đứng ra xác nhận về tình hình thân nhân của nghệ sĩ với phía cảnh sát. Sau đó anh được gia đình nghệ sĩ ủy quyền lo mọi thủ tục nhận thi hài ở Mỹ. Sáng ngày 4 tháng 4, Leon cùng anh chị tư của anh Vũ đến cơ quan chức năng làm việc. Trong live stream thông báo tình hình trên Facebook, người đàn ông cao lớn trong bộ đồ màu đen không kìm được xúc động khi nhắc người bạn thân xấu số. Biết anh Vũ lúc sinh thời thích áo dài và rất coi trọng hình ảnh, Leon đã đặt riêng một bộ áo dài sang trọng để mặc cho anh. Nam ca sĩ muốn bạn mình đẹp hơn khi gặp lại mọi người tại nhà hoàng ở Mỹ trước khi được đưa về Việt Nam. Chưa hết bàng hoàng trước cái chết của bạn thân, nhưng Leon luôn cố gắng bình tĩnh để làm mọi việc cần thiết cho hành trình về với đất mẹ của anh Vũ. Trên trang cá nhân, Leon viết về anh Vũ. Tôi nhớ anh như người yêu nhớ những buồn vui cuộc đời. Lễ viếng anh Vũ tại Mỹ đã diễn ra từ 14 giờ đến 20 giờ ngày thứ Bảy 6 tháng 4 hôm qua ở nhà quan An Lạc. Thi hài nghệ sĩ dự kiến được đưa về Việt Nam vào ngày 8 tháng 4 theo đường hàng không. Bạn bè bật khóc nức nở khi nhìn mặt nghệ sĩ anh Vũ lần cuối. Thi thể của nghệ sĩ anh Vũ đã được đưa về nhà quan để chuẩn bị cho tang lễ. Cách đây ít giờ trên trang Facebook cá nhân, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân tiếp tục cập nhật tin tức mới nhất trong việc nhận thi thể của anh Vũ tại Mỹ. Theo đó, cố diễn viên đã được đưa về nhà quan, trang điểm và mặc áo dài khi gặp đồng nghiệp, bạn bè và khán giả tại hải ngoại lần cuối và sau đó được đưa về đất mẹ trong vài ngày tới. Trong đoạn clip nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân chia sẻ,
Leon Vũ, Hoài Tâm, Andy Thái đang trang điểm cho nghệ sĩ hài để anh được tươi tắn hơn. Khi chứng kiến cảnh tượng này, ai nấy cũng nghẹn ngào. Những người bạn của anh Vũ vừa làm đẹp thi thể của anh, vừa bật khóc nức nở vì không tin được sự ra đi đột ngột này. Mọi người cố gắng động viên nhau, nén đau thương, cùng chung tay tổ chức tang lễ thật chỉnh chu cho anh Vũ trước khi anh được đưa về Việt Nam. Bạn bè trang điểm cho anh Vũ trước khi khách đến viếng. Những người bạn của anh Vũ vừa trang điểm vừa bật khóc khi không tin được đây là sự thật. Nghệ sĩ Hoài Tâm đau lòng nhìn anh Vũ lần cuối. Thi thể của nghệ sĩ anh Vũ đã được trang điểm mặc áo dài tươm tất. Ngày hôm qua 6 tháng 4 theo giờ Mỹ, đồng nghiệp, bạn bè, khán giả có thể đến viếng anh Vũ tại nhà quan lần cuối trước khi anh được đưa về đất mẹ. Theo nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, sáng ngày 9 tháng 4, thi thể nam diễn viên sẽ về đến Việt Nam và tang lễ tổ chức tại chùa Ấn Quang, thành phố Hồ Chí Minh.